Audio Jungle. Bấm luôn anh, cái này hết suốt. Bấm sắc sắc cho nhìn nó đẹp không vậy? Thì chưa có lớp này ra nữa. Bây giờ mấy cái này mình cành này mình vẫn chưa, mình không cần bỏ hả? Bỏ luôn được, tại vì đầu cành này nhiều mình cứ ước lượng. Ví dụ như cành này mình nhiều, tại vì nói chung phải tư duy của mình một phần nữa. Ví dụ như mình nhìn thấy cái hướng cành đây nó còn rất là nhiều, thì mình những cái cành gần gần đây vô mình bỏ bớt vẫn được. Đó chẳng hạn như đây, đó, ở ngoài còn rất là nhiều thì mình sẽ bỏ bớt. Như cành đây thấp quá thì mình có thể bỏ luôn nè. Nhưng mấy cành là mình nên bỏ luôn rồi, với nó chịu quá mà đúng không? Bấm luôn đi, nó xì rồi, bấm đi, xì rồi. Đây, hồi nó có trái là anh chỉ qua một lần là coi được lắm. Cái này cũng bệnh rồi nha anh. Hả? Cái này cũng xì gốc rồi á. Ờ, anh biết. Để em nhắc anh đi, chẳng nhớ tay luôn. Anh kêu để anh đi tỉ xong cái đầu là anh đi với chị tới đây. Dạ. À, anh chị nó trước đi rồi hãy tỉ sau nha. Như những cái cành này nó chỉ vô nên để không? Như cành này vẫn xài được nè. Phải. Mình... Không, bây giờ cây của cây đây cơ bản nó cũng hơi rợp á. Mình bấm luôn cũng được. Mình bấm luôn cũng được, không cần thiết. Tại vì cây của mình cũng rợp. Đúng rồi. Mình thấy nói chung một phần là cũng do tùy thuộc vào thế cây nữa anh ạ. À, từ thế cây mình xử lý. Đám ăn qua đám dưa luôn hả? Ờ, à, anh cúi vườn luôn mà, còn mấy chục cây bút ở dưới nữa mà. Để qua khỏi đám dưa luôn á. Cái ngọn như đó anh cưa luôn em không được hả? Dạ, để đám này mấy hết dưa á. Hết tư. Dạ. Nhìn đất đó, nó vuông đúng không? Dạ. Vuông rộng quá. Nó vuông nó rộng. Cái đó anh cưa hay là lấy kéo bấm? Cái này bấm nó ngang đây được chưa? Dạ. Thứ nhất mình bấm thì nó vuông, nó tán nó rộng ra đó anh à. Cái bề nó đi lên nó vẫn phát triển bình thường. Cành nó em bấm cũng được. Đó, chỉ ra luôn á. Hai ngọn nó bấm hết lên như vậy rồi. Đây á hả? Dạ. Bấm ngay đó luôn. Bấm ngay đây luôn hả? Dạ. Ôi, đúng rồi. Anh nặng ký, anh leo cây, anh lựa cành nha. Bấm luôn ngọn đó cho em vô. Nhánh này anh xuống thấp rồi, em sợ tước nhánh này lắm á. Hả? Anh nặng ký, sợ tước á. Không, quen hả? Quen hả? Em dặn. Không, anh làm cành tí nữa, cành nó làm luôn á.
nhánh ngay tên bấm luôn rồi này. Nó mấy nó không đỡ này. Ba tán để không là cắt bớt, cắt bớt tán trên đi đây à. Có cái cành này chừng bấm luôn, cành nó hết rồi. Rồi. Này. À, bấm cành chỉ, cành ngay trắng ba luôn á. Đây hả? Không, cái cành này nè. Đây hả? Bấm ngay trắng ba luôn á. Không, ở trên xíu là ăn cành hoa rồi. Đây cành hoa đây. Anh mới làm chưa quen, anh làm chừng cao hay là anh quen nhìn dưới nhìn tay cho em làm. Tỏi giờ. Anh cứ làm bình thường ấy là quen à. Anh làm là được. Như cái này mình có cần tỉ bớt cái này không? À, không cần đâu, cái này để ho đi. Ờ, cành đó. Cái cành này nè. Đấy là hai cành, tỉ bớt cành giữa. Giữa cành đây, bỏ cành này đi. Cành này thôi. Tiếp tục tới cành ngay tay anh cầm. Bấm luôn cành ngọn đi rồi. Đây đó hả? Dạ. Ngọn này chắc ăn cưa á. Bấm luôn cành đó cũng được rồi. Cái này. Ừ. Rồi lên bấm cái ngọn chính đó luôn. Như hai cành này nó song song là tỉ bớt không? Nó để im luôn. Tỉ bớt cành này được chưa? Cắt hết hai cành luôn cũng được anh à. Nó chỉ vô. Thì anh cũng vậy. Cái cành nào mà chỉ vô là anh ghét anh bấm à? Dạ. Ngọn á, ngọn ấy cần cưa hay là cần kéo? Thôi kéo thôi. Cái này mình bấm bay hết ngay luôn hay sao? Dạ. Bấm ngọn bay hết luôn hả? Không. Anh bấm như cái ngọn hồi nãy đó. Bấm lên trên thôi chứ gì? Còn không thì anh cưa luôn dưới được, cưa trên ngay vô tay anh cũng được. Ngay đây á hả? Ờ. Dạ dạ, nè, cưa nè anh. Không sao, cưa nó thoáng ra chứ không có mất mát nữa. Cưa quất đây thôi hay gì? Dạ dạ. Đó, cưa giải là còn mấy kia mình không cần bấm nữa. Rồi, ok. Rồi, dứt lái kéo bấm thêm cái ngọn này nữa là đẹp rồi. Ngọn dưới luôn nha, ngọn cành dưới nha. Cành lanh tành. Ở gần trên. Ngay cái trước mặt anh ở. Đây. Đây, bấm này bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Đây cành đấy ra cũng không đáng gì. Bấm thêm cái ngọn đây nha. Anh bấm vậy ra, anh bấm sát ngay chỗ cái cành này. Đây à? Dạ. Rồi ok. Cái này mình cần tỉa bớt không? Không, mấy cái này không nghĩ. Anh tỉa cái đọt lên đây nè anh à. Đây gì? Không, cành này, cành dưới nè. Cành dưới cái này hả? Đây nè anh à, ngay tay anh nè. Ồ, cành này lên, cành đây nữa.
Đây là đúng rồi. Cắt ngày không? Đây thôi. Rồi đúng rồi. Tại thường thường những cành dĩnh lên ở những cành đâm vô giải ít cái đầu trái lắm. Nên những cành đó mình trừ mình bấm. Yếu quá mới bấm thôi, nhưng còn nó đã mập mạp thì người dân anh những cành lá là những cành đậu. Anh chơi thêm cái ngọn phía này chứ. Ngọn cành ngoài vậy. Đó nghe chưa? Không. Nghe vô tay anh ha. Trên hả? Dạ dạ. Không dứt luôn, sát ngay vô chán anh. Đó, giờ ngay đó. Rồi được rồi. Cành dưới còn một cái ngọn nữa anh. Đó, cành bên kia nè, bên kia nè. Này á hả? Bên á, bên á. Bên này á hả? Rồi rồi đúng, còn ngọn chỉ lên đó. Rồi mình cắt sát nó luôn hả? Không. Cái cành trên á, cành nhỏ như ngón tay chỏ mình á. Đó, ngay đầu kéo đó. Ở đây á hả? Không, đây á vậy. À đúng rồi. Không, cành bự đó luôn á chứ. Đây luôn á hả? Dạ dạ. Rồi đi. Như mấy cành dưới nó mình nên tỉa không? Yếu quá thì tỉa, còn mập mạp thì trừ lại anh à. Tại vì khu đó là những cái khu nó dễ đậu trái nhất á. Mình tỉa đi thì mắc cho mắc á. Vậy đó. Mấy cái kia anh quất sạch trơn. Em thấy anh tỉa em mất hồn luôn mà. Nghĩa là sau khi nó đậu trái xong anh làm một lần nữa. Đậu trái xong anh bắt đầu tỉa cái con dạng như tỉa cành tâm cho cà ấy. Cái lúc nó ra trái nó vẫn tỉa. Dạ, ra trái xong tỉa. Rồi tại vì những cái trái mà nó chạy với cành á, nó sẽ bị trầy xước hết trái, nên những cành không có trái đó mình sẽ tỉa đi. Lại cho không đụng chạm tới trái. Và nó thông thoáng cây ra thì nó tập trung dinh dưỡng vô nuôi trái. Nên nó đậu trái rồi anh tỉa một lần khi anh thu hoạch xong là anh tỉa. Bấm cái ngọn xà luôn cho anh. Bấm luôn cái xà ở đây bỏ. Đây. À, bấm cái này thôi. Ồ, xà đắt bỏ. Có nghĩa là nó đậu trái anh làm một lần nữa. Vì cái này là mình để cho ho nhiều, ví dụ mình tính 1 triệu cái ho xác suất khoảng 500 cái đậu thôi. Hay là 300 cái đậu á. Sau khi đậu xong ví dụ cái cành đây không đậu nữa, mình tỉa bớt để tập trung nuôi cái trái cái cành này. Cho nó khỏe.